và ngoài chính thức này ra chúng ta cũng đã biết là trong tuần này đó thì có một số cái tin tức tài chính lớn và trong đó chúng ta biết là trong vòng à, khoảng chừng là một ngày 14 giờ nữa sẽ có cái tin tức liên quan tới cuộc họp của Fed và lãi suất sẽ đi vào xu hướng nào à, ngay bây giờ các bạn thấy được là 98 mươi tám phần hồi nãy là một phần trăm các bạn chưa bây giờ thường nhìn thấy một phần trăm ở trên trang web này đó đây là trang web của CMI à, xem coi là những cái hợp đồng tương lai đã nghiêng về phía nào thì các bạn thấy được hồi nãy là một phần nghiêng về phía là lãi suất tăng thêm 0.25 Hầu như là chắc chắn dựa theo thông tin này Nhưng mà chúng ta cũng đang thấy bây giờ đó thì lại thay đổi nữa là 98.9% cho thấy được là sẽ tăng 0.25 và chúng ta lại thấy một phần nhỏ nhỏ là 1.1% lại nghĩ là Fed có thể sẽ tăng 0.5% các bạn à, không biết tại sao lại có sự thay đổi như vậy nhưng mà phần lớn vẫn nhiên gì là Fed sẽ tăng thêm 0.25 và đây cũng là những cái dấu hiệu Fed đã chia sẻ với mọi người cách đây khoảng chừng là một tháng rồi cho nên cũng không gì là quá bất ngờ nếu như mà Fed không tăng lãi suất thì đó mà là bất ngờ các bạn hay là nếu như Fed mà tăng 0.5 thì thị trường sẽ rất là đỏ luôn cho nên đó cũng sẽ là một sự bất ngờ nhưng mà các bạn đã biết là Fed thì luôn nói là không bao giờ muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người À, và chúng ta đã biết cho dù là đã nhận được nhiều cái thông tin tốt liên quan tới phần trăm lạm phát nhưng mà cái giọng điệu của uh, chủ tịch john powell của Fed ấy thì vẫn rất là nhiều hầu không biết đợt này sẽ ra sao à, Thùng sẽ tiếp tục theo dõi và chia sẻ với các bạn chúng ta còn khoảng chừng là hơn một ngày nữa thôi là sẽ có thông tin đó và đương nhiên à, lúc đó thùng sẽ cố gắng để mà chia sẻ những thông tin trực tiếp với các bạn trên mạng xã hội cho nên các bạn nhớ tham gia Thôn Capital ở trên những mạng xã hội như là Twitter, Facebook và Telegram và chúng ta cũng biết là trong tuần này đã sẽ có thông tin liên quan đến cái chỉ số GDP tổng sản lượng quốc nội ở Hoa Kỳ và chúng ta cũng sẽ có thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát PCE một tuần mà sẽ có nhiều sự giai đoạn của các bạn và chưa gì hết đó, mới ngày thứ hai thôi đã bắt đầu có sự di động rồi à, và chúng ta cũng đã thấy là chỉ số DXY đó thì lại không tiếp tục giảm nữa các bạn chúng ta thấy bây giờ mức là 100 hai 1.25 điểm và chúng ta cũng đã thấy là trong một thời gian ngắn gần đây đi thường chia sẻ từ đầu năm tới bây giờ thì đã có một thời gian ngắn các bạn có thể nói là vài ngày thôi đã xuống dưới 100 điểm điều mà nhiều bạn mong muốn nhưng mà là một lần nữa tăng ngược trở lên thì bây giờ lại hơn 100 điểm và đương nhiên những bạn nào mà đầu tư dài hạn đó thì muốn thấy chỉ số DXY này giảm xuống thì mình nó có cái sự tương quan âm với thị trường tài chính nói chung và cũng có sự tương quan âm trong một thời gian nhất định đối với lại crypto. Chúng ta cũng thấy cái thông tin đến từ con xe các bạn à, cái thì là cái thông tin thống kê hàng tuần liên quan tới là những quỹ lớn mà họ thống kê đó thì đầu tư thêm vào thị trường crypto này tuần vừa rồi hay là lại rút ra thì chúng ta đã thấy là có 4 tuần liên tục đó cái số lượng tiền ào ạt đổ vào thị trường này đến từ những quỹ đầu tư mà họ thống kê đây là một cái ví dụ mà thôi các bạn chứ không phải là tất cả tại vì họ sẽ không biết tất cả các quỹ đang làm gì nhưng mà những quỹ mà họ biết thì ít nhiều cho chúng ta có một cách nhìn nhỏ nhỏ về Thế giới của những tổ chức tư đang làm gì thì các bạn đã thấy là tương nhiều rồi đó thì lại có một số lượng nhỏ rời khỏi là 6 triệu 500 ngàn các bạn và các bạn thấy được là trên màn hình đó đây là thống kê tuần tuần một thì cái số lượng rời khỏi đã nằm ngay đây các bạn cũng rất là nhỏ mà thôi không có gì là đáng kể nhưng mà điều thú vị hơn đó các bạn thấy được là có 13 triệu rời khỏi uh, quỹ BTC. Nhưng mà chúng ta đã biết là trong từ đầu tháng tới bây giờ thôi, tính từ đầu tháng thôi đã có 246 triệu từ những quỹ này rồi. À, và chúng ta lại có khoảng chừng là 5 triệu rưỡi rời khỏi cái quỹ số BTC. Tương vừa rồi đã có thêm Ethereum vào trong uh, thị trường đến từ những quỹ này. Và các bạn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đó thì cái con số tiền vào hầu hết là chỉ vào BTC mà thôi từ những quỹ có tới là hơn nửa tỷ đô la các bạn đã vào thị trường này vào BTC từ những quỹ này và điều thú vị hơn nữa chúng ta nhìn bên dưới đó thì tính tuần vừa rồi chúng ta thấy là cái số lượng tiền lớn đổ vào vẫn là đến từ Switzerland nhưng mà chúng ta thấy được là cái số lượng tiền lớn rời khỏi đó thì chúng ta có một phần là rời khỏi từ Canada một phần là rời khỏi từ Hoa Kỳ nhưng mà từ đầu năm tới bây giờ đó thì các bạn thấy rất rõ ràng trong cái cột này đó có hai quốc gia mà những quỹ đầu tư rất có hứng thú với hiện crypto đó chính là Hoa Kỳ trăm tám mươi lăm triệu và nước Đức các bạn hai trăm mười ba triệu. Chúng ta cũng có một cái đồng đã được lên nhiều sàn lớn ngày hôm nay đó là đồng WorldCoin các bạn đồng WLD à, và chúng ta đã biết ngày hôm nay đó đồng, đồng này đã lần lượt được lên những sàn lớn là Binance, Bybit, Huobi, OKX, Gate.io và Kucoin. Thì Thuận cũng không phải là một người mà theo dõi sát đồng này nhưng mà đây là cũng một cái thông tin mà nhiều người đang xôn xao cho nên Thuận muốn dành ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Đây là một cái dự án mà vừa ra mắt thôi đó các bạn đã thấy đã kêu gọi được vốn từ những cái quỹ

Và chúng ta cũng thấy là vừa bắt đầu thôi đó Thì chúng ta đã có thể nhìn thấy đồng này trên tất cả những sàn lớn rồi à, Ngoài chỉ những sàn Hoa Kỳ mà thôi Nhưng mà đồng này là một đồng như thế nào các bạn nên một dự án ra sao Thì dự án này đó nó cũng có cái phần mà Thuận cũng cảm thấy thú vị Nhưng mà Thuận cũng không có hiểu rõ là cái tương lai nó sẽ đi đến đâu hết các bạn Đây là một cái dự án đó Thì cái tầm nhìn của dự án này đó là như thế này Các bạn có thể tham gia vào hệ sinh thái của gọi là WorldCoin hay là WorldID Thì đây là một cái hệ sinh thái mà các bạn có thể là xác minh thân phận của mình nhưng mà nó không phải là kyc các bạn cái cách các bạn xác minh là các bạn sẽ xác minh là các bạn chứng minh mình là người thật chứ không phải là một con robot hay là không phải là một cái trí tuệ nhân tạo và có nhiều người có thể xác minh được bằng cách là họ tải cái ứng dụng này về Họ tải ứng dụng này về rồi họ sẽ tạo một cái account Rồi theo đường hiểu đó thì các bạn sẽ à, bắt đầu đến một cái địa điểm nào đó Để xác minh thân phận của mình bằng cách là họ sẽ scan cái gọi là Iris có nghĩa là một cái mông mắt các bạn họ sẽ scan để chứng minh các bạn là người thật rồi sau đó các bạn sẽ có một cái ID gọi là World và những người nào mà không sống ở những quốc gia như hoa kỳ đó thì khi các bạn đã xác minh rồi mình là người thật đó thì các bạn sẽ nhận được cái token worldcoin này còn những người nào mà sống ở những quốc gia như là Hoa Kỳ thì các bạn cũng có thể xác minh nhưng mà sau đó các bạn chỉ xác minh mà thôi chứ không nhận được gì hết. Các bạn chỉ có một cái Word ID Thì cái UID này đã dùng làm gì các bạn? thì cái thân phận này đó à, dựa theo dự án thì họ không phải là muốn biết bạn là ai, bạn đang ở đâu hay là bạn làm gì hết. À, tất cả những thông tin đó, đó sẽ được bảo mật, chỉ có là xác minh được là bạn là người thật mà thôi. Thì có thể được dùng trong những cái ứng dụng sau này như là các bạn thấy là ở trên Twitter hay là ở trên X bây giờ thì có nhiều cái uh, con bot thì làm sao các bạn biết được là cái account nào là người thật account nào là được tạo ra bởi những con bot thì đây là một trong những cách mà có thể tích hợp cái UID này vào để chứng minh bạn là người thật và các bạn thấy được là cái suy nghĩ này là một cái suy nghĩ mà khiến cho nhiều người nghĩ đến tương lai đó chúng ta có thể thấy là thật ra lẫn lộn như các bạn đang xem những phim khoa diễn tưởng không biết được ai là người thật ai à, là người máy à, các bạn thì được là nó cho chúng ta một cái cảm giác như là chúng ta đang tiến tới một cái thế giới giống như là ở trong những cái phim như ngày thân thế các bạn một cái thế giới rất là hỗn loạn sau này à, cho nên chúng ta phải cần có cái world ID này để chứng minh mình là người thật và đó là cái tổng quát về dự án này đương nhiên như bài nào mà theo dõi sát hơn nó sẽ có nhiều cái thông tin hơn thì có hai cái vấn đề mà nhiều người đang tranh cãi thì bây giờ thứ nhất đó là có phải thật sự họ chỉ lấy cái iris scan của bác các bạn chỉ để chứng minh bạn là người thật hay là không họ còn có thể làm gì nữa với thông tin đó đó là điều thứ nhất điều thứ nhì nữa đó là mọi người nói dự án này là thật ra chỉ có khoảng chừng là một phần trăm là đang được lưu thông mà thôi nếu như mà chúng ta thấy là tất cả những cái token này đã được tung ra thì có thể dẫn đến là vốn hóa lên tới 22 tỷ đô la rất là nhanh chóng à, đây là hai cái lý do gây ra nhiều cái sự tranh cãi tại vì những người mà tham gia crypto lâu năm đó, thì họ thích ẩn thân dự án này nó làm như là đi ngược lại với tiêu chí đó nhưng mà dự án này lại nói là có rất là nhiều người trên thế giới này hơn một tỷ người sống ở những cái nơi xa xôi những nơi mà họ không có thể tiếp cận được với thị trường à, tài chính họ không có thể tiếp cận được với ngân hàng và thậm chí những cái ID xác minh thành phận căn bản họ cũng không có luôn cho nên đây là một trong những cách mà có thể là hỗ trợ họ tiếp cận được với lại cái thế giới tài chính hiện tại và cái đồng Worldcoin này là đồng quản trị cũng như là có thể được sử dụng sau này à, từ cái ví của họ có thể là mua đồ hay gì đó nhưng mà đó là chuyện sau này các bạn và đây là tổng quát về dự án Worldcoin này các bạn nghĩ sao thì các bạn có thể comment ở bên dưới đây là một cái dự án mà trước đây Thường nhớ là họ thành lập ở trên mạng lưới Polygon nhưng mà sau đó đã chuyển qua mạng lưới Optimism và dự án này đã gây ra cái sự hứng thú rất là lớn tại vì các bạn đã biết người đứng sau lưng là ai người đứng sau lưng đó chính là Sam Altman Sam Altman chính là co-founder người sáng lập ra OpenAI OpenAI là công ty đứng sau lưng ChatGPT cho nên khi mà Sam Altman tung ra dự án này thì đã có rất nhiều người quan tâm rất nhanh chóng đã thu hút được à, nhiều nhà đầu tư lớn và các bạn đã thấy là chúng ta cũng đã nhìn được đồng này nhanh chóng được lên những sàn lớn hầu như sàn lớn nào ngoài chuyển sàn Hoa Kỳ thôi, xin sàn lớn khác đó thì đều list tầm này rồi các bạn. Các bạn có hứng thú với đồng này hay không? Các bạn đang có suy nghĩ gì về dự án này? Các bạn có thể comment ở bên dưới. Thường thì không biết các bạn thường cảm thấy dự án này nó có cái gì đó. Thường thực sự là cũng không có hiểu rõ hiện bây giờ và có thật sự chúng ta cần đồng bộ con này hay là không hay là có thật sự ngay bây giờ chúng ta cần phải xác minh mình là người thật hay không và cái thông tin đó dùng để làm gì thì bản thân Thuận nó sẽ không có tham gia vào uh, tại vì thuận không có lý do gì cần phải đưa con mắt cho họ để mà quét cái address của bạn Tôi nghĩ là Thuận và nhiều bạn có thể chứng minh cái thân phận của mình bằng nhiều cách khác. Dự án này nên thường nghĩ chỉ nhắm tới một phần nhỏ của thế giới mà thôi. À, nhưng mà các bạn thấy là dự án này đó lại gây cái tiếng vang rất là lớn. Hầu như ai cũng nghĩ là cần phải có cái này hết. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Và chúng ta sẽ tiếp tục một số thông tin nổi bật nữa. Các bạn thấy là đối với lại chủ tịch John Powell thì đã nhiều lần nói là không có nghĩ đến phát triển một cái tiền kỹ thuật số CBDC cho người dân trực tiếp. À, nhưng mà chúng ta lại thấy đó là ở trên India đây là cái trang web mà tuyển dụng đó, thì họ lại muốn tuyển dụng một lập trình viên để mà gây dựng hệ thống CBDC các bạn tiền kỹ số quốc gia thì đương nhiên cái này nó đi ngược lại với những gì mà được chia sẻ bởi uh, chủ tịch John Powell của Fed à, dẫn đến dân biểu Warren Davidson một trong những người mà rất ủng hộ crypto đó đã lên tiếng nói quốc hội nên nhanh chóng cấm các nỗ lực thiết kế xây dựng phát triển thử nghiệm hoặc thiết lập CBDC rất rõ ràng đó là Fed đang muốn tiến về cái xu hướng đó và CBDC tiền số quốc gia đó là một cái công cụ để cưỡng chế và kiểm soát người dân cho nên Warren uh, Davidson cũng giống như uh, là chúng ta nói đến thống đốc của bang Florida là Ron DeSantis một chữ người mà cũng đang đang ứng cử hiện bây giờ cho uh, chức vụ tổng thống năm 2024 thì uh, cũng đã lên tiếng chống lại CBDC và tôi nhớ là còn một tiểu bang khác nữa thường quên tiểu bang đó tiểu bang gì rồi thì cũng đã nói là không cho phép thử nghiệm CBDC với người dân ở tiểu bang đó. Quan điểm của Thuần về CBDC các bạn cũng đã biết rồi Nhưng mà quan điểm Thuần cũng không quan trọng đâu các bạn Thuần nghĩ CBDC sẽ là tương lai Chúng ta chỉ có thể trì hoãn mà thôi Thuần không thích nhưng mà đây sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của Thuần Thuần chỉ có thể quan tâm đến gì mà Thuần kiểm soát được mà thôi chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Binance các bạn thì có một cái thông tin thì bây giờ được tung ra đó là Binance đang có ý định họ chưa chính thức nhưng mà họ đang có ý định là sẽ đệ đơn đi yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện giữa sàn Binance với lại quỹ ban giao dịch hàng hóa tương lai là CFTC À, và thùng muốn chia sẻ tại vì có một số người nhầm lẫn đó nói là sàn Binance muốn kêu gọi tòa án bác bỏ vụ kiện của họ nhưng mà thật ra đây chỉ là vụ kiện giữa Binance và CFTC mà thôi Thì bây giờ có hai đơn vị đăng kiện Binance các bạn à, chúng ta thấy là có giao dịch hàng hóa tương lai là CFTC và thứ nhì nữa là SEC thì đây chỉ là cái vụ kiện do họ VCTC về việc là cung cấp giao dịch futures chứ không phải là liên quan tới SEC về chứng khoán thì đây là việc anh muốn nằm rõ ở đây và chúng ta cũng tiếp tục thấy có nhiều bài viết tiếp tục uh, tấn công Binance các bạn chúng ta hôm nay lại thấy là Wall Street Journal đây cũng là một cái uh, tờ báo mà chia sẻ nhiều thông tin gần đây liên quan tới việc là sàn Binance vấn đề nhiều người rời khỏi vân vân đó thì uh, hôm nay Wall Street Journal nói là có thông tin cho thấy được là sàn Binance.us có nghĩa là sàn ở Hoa Kỳ các bạn thì khi mà bắt đầu năm 2019 ban đầu đã có khoảng 70.000 đô la họ không nói là có mấy triệu hay mấy triệu họ chỉ nói là có 70.000 đô la là được giao dịch trực tiếp bởi sàn Binance để mà tạo cái tính thanh khoản trên sàn Đây là một cái gọi là wash trading gọi nghĩa là một cái volume giả Đây là một cái chỉ trích đến từ Wall Street Journal đối với lại Binance Và đương nhiên hiện bây giờ Binance nói là tất cả những cái cáo buộc từ SEC đó đều không đúng sự thật Và không có lý do gì mà sàn Binance muốn có những giao dịch giả trên sàn hết thì chúng ta thấy tuần nào cũng sẽ có những thông tin liên quan tới Binance và từ này cũng không qua lệ cho tới bây giờ vẫn chưa nghe bất cứ đồng tỉnh gì ngoài trừ SEC và CTC và tất cả những cái vụ kiện đó đều là dân sự chỉ khi nào mà chúng ta nghe thông tin đến từ DOJ nghĩa là bộ tư pháp đó, thì đột đó mới là hình sự thì đó chúng ta mới thấy lớn chuyện Bây giờ đó thì vẫn tiếp tục chờ đợi ngày ra tòa mà thôi Và nói tới ngày ra tòa đó thì chúng ta đã có một cái lịch trình đến từ cái tòa án liên quan tới vụ kiện giữa SEC và Coinbase Thì các bạn thấy được là tòa án đã đưa ra một số ngày Chúng ta đã thấy là trên căn bản đó bắt đầu là từ ngày 4 tháng 8 Thì lúc đó là Coinbase sẽ bắt đầu chia sẻ về cái cách nhìn của họ liên quan đến cái vụ kiện này Đương nhiên họ sẽ ra tòa để mà biện hộ Rồi tới ngày 11 tháng 8 đó thì bất cứ những ai những công ty nào mà muốn đệ đơn để mà hỗ trợ Coinbase à, để mà nhắc nhở cái thẩm phán và những người liên quan đến vụ kiện này tại sao mà sàn à, Coinbase không vi phạm được chứng khoán đó, thì à, sẽ có thể nạp cho tòa án trước ngày 11 tháng 8 rồi tới ngày 3 tháng 10 đó thì lúc đó SCC à, sẽ đưa ra cái lập luận của họ để mà chống lại những cái biện hộ đến từ Coinbase bị họ là người mà kiện Coinbase thì ngày 4 tháng 8 Coinbase sẽ biện hộ cho họ rồi ngày 3 tháng 10 đó là SEC sẽ đưa ra cái lập luận của họ tại sao những biện hộ của Coinbase là không có đúng và tới ngày 10 tháng 10 đó thì những ai mà ủng hộ SEC, những ai mà không liên quan vụ kiện này mà ủng hộ SEC đó thì có thể đệ đơn cho tòa án để mà xem xét tại sao SEC đó mới là người đúng và Coinbase là người sai trong cái vụ kiện này và tới ngày 24 tháng 10 đó thì Coinbase sẽ có thêm một cơ hội nữa để biện luận lại những lập luận của SEC chống lại biện luận ban đầu của họ thì nói tóm lại sau ngày 24 tháng 10 đó thì sẽ có những cái đối chấp từ Coinbase và SEC trực tiếp Chúng ta không biết được là Ngài sẽ có phán biết cuối cùng là bao nhiêu Nhưng mà cái mà muốn chia sẻ ở đây đó Là các bạn thấy lịch trình này Nó khá là nhanh chóng các bạn Bây giờ đã là ngày 24 tháng 7 rồi Mà các bạn thấy là lịch trình này đó tăng tốc rất là nhanh lên tới ngày 24 tháng 10 và nếu như mà mọi thứ như vậy đó thì sẽ không có kéo dài giống như là chúng ta đã từng nhìn thấy cái dự kiện giữa SEC và Ripple đâu dự kiện đó đã kéo dài hai năm mấy và thật ra dự kiện đó bị kéo dài là phần lớn SEC muốn kéo dài và cái dự kiện này cũng tương tự các bạn SEC đó thì muốn kéo dài nhưng mà tòa án đã rút ngắn lại các bạn đã thấy là thẩm phán này muốn kết thúc dự kiện này sớm và hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy vụ kiện này kết thúc trong năm nay. Tại vì tôi nghĩ là con sẽ không có lý do gì muốn kéo dài hết các bạn, tại vì kéo dài thì sẽ ảnh hưởng tới công việc làm ăn của họ, kéo dài sẽ tốn nhiều tiền hơn. Và tôi nghĩ là SEC muốn kéo dài tại vì họ nghĩ là kéo dài sẽ khiến cho những công ty này không chịu nổi tiền pháp lý và cuối cùng đó, những công ty này đã đều phải chấp nhận thua cuộc và SEC muốn xử sao cũng được. Nhưng mà con thì các bạn đã thấy là đã coi như ban đầu thành công để có thể là khiến cho thẩm phán điều kiện này tăng tốc và thẩm phán điều kiện này đó, ban đầu thì cũng đã có nhiều cái sự nghi ngờ về những lập luận của SEC chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin các bạn chúng ta một lần nữa đó hãy trở lại với dự án Arkham Intel của bạn dự án Mac to á thì <laughs> chúng ta đã thấy đã có một cái mét đầu tiên rồi có nghĩa là đã có một người đó đã đưa ra một cái số tiền là khoảng chừng năm ngàn đô trả bằng đồng Arkham Token này để tìm kiếm thông tin liên quan tới DoCon và Terraform Labs tại vì có người thông tin là cái số lượng tiền mà còn ở trong Terraform Labs đó là chỉ còn có 313 BTC mà thôi các bạn Người này đó thì đã nhận cái công việc này ở trên Arkham Intel và cũng đã chia sẻ Thường không có rõ là họ làm cách nào nhưng mà họ nói là họ đã kiếm được Thêm nhiều BTC thuộc về Terraform Labs Và tổng cộng đó họ nói là, là Có thêm 5.292 BTC mà họ tin tưởng Là thuộc về Terraform Labs Cái số tiền này đã, đã được giấu đi Và không muốn chia sẻ với mọi người Thì à, các bạn thấy được là Cái người mà ra cái giá cũng đã trả rồi Thì đừng hiểu được như vậy Không biết là độ chính xác của người mà đi tìm cái thông tin là bao nhiêu nhưng mà nó có lợi và cũng có hại các bạn đương nhiên là những người nào mà muốn uh, lừa đảo uh, rốt đó thì uh, đương nhiên là những nạn nhân có thể dùng arkman vest để kiếm người đi điều tra xem coi những cái số tiền đó đã nằm ở trong ví nào à, nhưng mà ngược lại đó thì uh, một người muốn làm chuyện xấu cũng có thể muốn một người khác đi tìm kiếm coi là số lượng btc mà một người nào lưu trữ là bao nhiêu thì cũng sẽ dẫn đến uh, nhiều cái uh, khả năng xấu các bạn cho nên đối với cái dự án ARK Invest này thì nó cũng nằm chính giữa các bạn nó có thể dùng cho việc xấu và dùng cho việc tốt hy vọng là nhiều người dùng cho việc tốt hơn và Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin đến từ nước Nga thì cuối cùng tổng thống Vladimir Putin thì cũng đã ký một cái luật để nước Nga có thể phát hành một cái CBDC. Tôi nghĩ thông tin này cũng không có làm cho mọi người cảm thấy là quá bất ngờ đâu. Nói chung đó thì nước Nga đang nghĩ đến tiền kỹ thuật số quốc gia một thời gian rồi từ khoảng chừng là cách đây 2 năm cho tới bây giờ thì cuối cùng nước Nga sẽ có một tiền kỹ thuật số quốc gia và lý do tại sao thì cũng để chống lại cấm vận đó là lý do tại sao mà ngân hàng trung nước Nga muốn phát hành CBDC và chúng ta đã biết là ở nước Nga đó thì cái cách nhìn về crypto nó khá là phức tạp có lúc ủng hộ có lúc không ủng hộ trong vòng bao nhiêu năm qua đó nước nga và ấn độ là hai quốc gia mà liên tục thay đổi cách nhìn của mình và ở nước nga đó thì có hai đơn vị đối đầu với nhau về cách nhìn về crypto các bạn đơn vị mà không ủng hộ là ngân hàng trung ương của nước nga hoàn toàn không ủng hộ crypto tại vì họ nghĩ là sử dụng crypto đó là một trong những cách mà sẽ làm ảnh hưởng đến tiền quốc gia của nước nga tiền sẽ tẩu tán ra bên ngoài, tài sản sẽ rời khỏi quốc gia của họ. Một bên nữa đó là bộ tài chính của Nga thì lại cực kỳ ủng hộ, nói đây là một trong những cách có thể dẫn đến là nước Nga có thêm thu nhập thuế, dẫn đến công ty phát triển thị trường này ở nước Nga và sẽ có nhiều lợi cho quốc gia. Thì hai bên đó đều có cái lý riêng của họ và có sự chống đối. Nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng nên hầu như mỗi bên đều một phần. Bên ngân hàng trung nước Nga đó thì có được luật để mà phát hành CBDC còn bên bộ tài chính thì các bạn thấy là gần đây ra nước nga cũng đã có nhiều cái sự thả lỏng trong đó chúng ta cũng thấy là nước nga đã bắt đầu trở thành một quốc gia mà ủng hộ đào BTC không biết trước đây nữa và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn